Giờ này xin mời ban hướng dẫn các em trong đội dân hoa quả phẩm bánh tét lúa đến để cúng Đức Quốc Tổ trong ngày lễ hôm nay. Xin cho bài nhạc Dòng Máu Lạc Hồng. Xin mời tất cả các em từ từ tiến vào bên trong.
đầu đánh lễ kiền thỉnh hòa thượng Từ Bi Hoan Hỷ khai mạc buổi lễ hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Giờ này xin cho trống mỏ trỗi lên để tôi chuẩn bị để đọc lên những cái tiểu sử của Quốc Tổ và kính Quốc Tổ về để chứng minh gia hộ. Một Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi để tuyên bố lễ khai mạc Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương ngày mùng 10 tháng 3 năm Giáp Thìn 2024 hôm nay tại đạo tràng Tịnh Xá Liên Hoa, xã Bạch Đằng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nước Việt Nam. Kính bạch tất cả khách quý, quý chư tôn đức tăng ni và toàn thể Phật tử nam nữ xa gần. Kính thưa quý vị, nguồn gốc dân tộc Việt Nam chúng ta rất là hào hùng, rất là oai dũng, nhưng mà nói về hồn thiêng thì cũng rất linh thiêng. Cho nên do vậy á, vì đứng trong góc độ chúng tôi là một tu sĩ, là một tỳ kheo của Phật giáo, nhưng trong quá trình tu học thì tôi mới quán xét, nghĩ lại đời mình như thế nào. Mình là người con dân của đất nước. Đất nước nào? Tức là đất nước Việt Nam. Mình có tổ tiên, có ông bà, có cha mẹ. Dù sao đi nữa thì cái ngày Giỗ Quốc Tổ không thể quên được. Không thể quên được mà muốn tri ân Quốc Tổ theo lời dạy của các vị tiền hiền hậu hiền thì sao? Cây có cội, nước có nguồn.
Và xin thưa quý vị, hôm nay tôi nói có một bài kệ nói về vấn đề cội nguồn của dân tộc. Một bài kệ kể rằng vua Phục Hy sơ tổ trí siêu phàm, khai mở thiên thơ bát luận đàm, lập quẻ dịch kinh thông pháp giới, chân truyền diệu lý khứ lai tam. Bách Việt cùng chung ở một nhà, anh em ruột thịt mẹ sanh ra, tổ tiên một giống hồng bàn thị, máu đỏ tâm linh Phật tánh mà. Sơ cố tổ vua thần nông quá khứ, gốc kinh Dương Dương lập quốc phương Nam, mở giang sơn xây dựng hạnh phúc muôn năm, dân lạc Việt tung hô là thượng đế. Vua thần nông là ông nội Minh Đế, Minh Khiết chính là con đế thừa, thừa đế lại là con đế nông. Kinh Dương Dương gọi thần nông bằng cố tổ. Đó là nói đến cái gốc nguồn của dân tộc Việt Nam mình, cái buổi sơ khai. Và kính thưa quý vị, kính thưa đại diện chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể các cấp, kính thưa chư tôn đức giáo hội tăng già, giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính thưa khách quý và tất cả toàn thể quý Phật ta tử nam nữ xa gần thân mến, tịnh xá Liên Hoa hàng năm và hàng năm là cách nay đây là lần thứ 13 cúng dỗ tổ Hùng Vương tại tịnh xá Liên Hoa. Thì theo hàng năm cái cúng lễ này á, là nó là thường lệ, cho nên được sự cho phép của chính quyền địa phương, ban ngành các cấp. Hôm nay ngày lễ dỗ quốc tổ Hùng Vương, được sự hiện diện của tất cả quý vị về đây tham dự là niềm vinh hạnh của chúng tôi trong việc tổ chức dỗ quốc tổ. Thưa quý vị, nhắc về lịch sử vô hùng truyền thống hào hùng của dân tộc qua 18 đời vô hùng vương, chúng ta cần tìm hiểu lại di tích như sau. Thì xin thưa quý vị, chúng ta cần tìm hiểu những cái di tích của tổ tiên chúng ta. Đền Hùng có di tích rằng trên núi Nghĩa Lĩnh, cũng gọi là núi Cả, núi Hùng, khu vực Đền Hùng là một vùng đất bán sơ địa, có vài ngọn núi vượt lên làm cao điểm. Ngọn núi cao lớn nhất vùng có độ cao là 175 mét so với mặt biển. Đó là cái núi cao nhất của Đền Hùng, cùng với núi Trọc Lớn, núi Dặn đều có độ cao trội hơn trên 100 mét, là ba ngọn tổ sơn được cư dân truyền ngôn là Tam Sơn Cấm Địa. Được truyền ngôn là Tam Sơn Cấm Địa. Ba ngọn núi cấm, núi Linh Thiêng hiện nay nằm trong tỉnh Phú Thọ của miền Bắc Việt Nam chúng ta. Đó là cái đền thờ gốc của dân tộc Việt Nam. Núi Hùng trong xa giống như đầu một con rồng lớn, mình rồng uốn thành núi Trọc, núi Dặn, núi Pheo. Phía sau núi Hùng có những quả đồi giống như đàn voi chầu về đất tổ. Phía trước là ngã ba Bạch Hạc với sự hợp lưu của ba dòng sông lớn nhất miền Bắc nước Việt Nam, tức là sông Hồng, sông Đà, sông Lô. Phía đông là sông Lô, phía tây là sông Hồng, giống như hai chiến hào thiên nhiên khổng lồ bao bọc lấy cố đô xưa. Thời đại vua Hùng, cảnh thế trong ngoạn mục, hùng vĩ
có nước, có non, có thấp, có cao, đất đầy khí thiên của sông núi. Truyền thuyết gửi rằng các vô hồn đi khắp mọi miền của tổ quốc đã chọn nơi đây làm đất Đông Đô. Đây là căn cứ theo Phạm Bá Khiêm biên soạn về đình Hùng. Thưa quý vị, theo như huyền thoại về vô hồn, truyền thống về tổ tiên người con hồng cháu lạc Việt Nam chúng ta, các vị vô hồn sau khi băng hà, thần linh đều về thượng giới làm vua cõi trời. Bà chúa thượng ngàn chính là bà Vũ Tiên, mẹ mẹ của mẹ vua Kinh Dương Vương Lộc Tục. Bà Vũ Tiên là mẹ của mẹ vua Kinh Dương Vương Lộc Tục. Mẹ của vua Kinh Dương Vương Lộc Tục là Hoa Tiên. Đó, cho nên thường trong lịch sử nói rằng Đế Minh ở bên Tàu Hoa Diệt kết duyên cùng Vũ Tiên Nữ. Mình nghe qua Vũ Tiên Nữ mình tưởng đâu đó là kết duyên với bà Vũ Tiên, nhưng mà nhà sư nghiên cứu sâu sắc lại là con gái của bà Vũ Tiên, Vũ Tiên tức là Hoa Tiên. Cái này phải nói cho rõ, chứ lịch sử nhiều khi chúng ta coi phớt qua rồi nó mơ hồ lắm. Bà chúa thượng ngàn rất hiển linh, vì lòng từ bi nhân ái thường thị hiện ta bà cứu độ con dân của đất nước, như quốc mẫu Âu Cơ, công chúa Liễu Hạnh, chữ đồng tử Tiên Ông, luôn bảo vệ con dân Hồng Lạc vượt qua ách nạn khó khăn nguy biến. Chẳng khác gì các vị Phật thánh thần tiên trong các tôn giáo đã chủ sướng tiên dương. Có khi vì chúng ta tin tưởng thiên liêng nên hồn thiên sông núi của đất nước chúng ta đến thị hiện người mà chúng ta tin tưởng. Có khi hồn thiên sông núi của tổ tiên ta hiện ra là Phật Bà Quan Âm, có khi hiện ra là Phật Di Đà, có khi là hiện ra là Phật Thế Chí, Phật Thích Ca, vân vân và vân vân, để cứu độ chúng sinh. Nhưng mà chúng ta nào có biết. Thật ra các vị hồn thiên sông núi đất nước chúng ta, tổ tiên chúng ta cứu độ chúng ta, do vậy mà bản thân chúng tôi qua tư duy kinh nghiệm tu học hành thiền, nhận xét về truyền thống tổ tiên Việt Nam có câu: con người chết còn một linh hồn không chết. Tổ tiên chúng ta từ ngàn xưa đã nhận định con người chết còn một linh hồn không chết, rất xác thực về thế giới tâm linh. Từ chỗ đó bản thân tôi nghĩ rằng Việt Nam ta từ đời Hùng Vương dựng nước đến nay đã có nhiều vị trở thành là Phật Thánh, mới có những nhận định chính xác về thế giới tâm linh. Cụ thể như Trần Thái Tổ, tức là Trần Cảnh, Quát Nhiên Đại Ngộ trong Kinh Kim Cang, Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm. Và đương nhiên ngài trở thành một vị Phật Bồ Tát. Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu Cứu Nguy Phật Giáo 1963, chẳng những cứu nguy cho Phật giáo mà cứu nguy cho dân tộc. Trái tim đốt không cháy đã chứng minh ngài có một sức định vô sanh về lý thiền của Phật giáo. Nghiễm nhiên ngài Thích Quảng Đức là một vị Phật Bồ Tát không sai, một vị Phật Bồ Tát không sai. Nhưng vì đa phần nhân dân ta nặng về tôn giáo riêng lẻ của mình, hoặc vì thời kỳ lệ thuộc, ngoại bang bắt buộc mình phải thờ thần thánh của họ
để quên đi cội nguồn của tổ phụ, hoặc vì vô tình mà coi thường Phật Thánh Thần Tiên của nước nhà. Phật nhà, văn hóa nhà, không linh. Phật văn hóa nước ngoài linh hơn. Cho nên bây giờ hiện giờ trong Phật giáo chúng ta cũng vậy, cứ nghĩ rằng á, Phật Thánh nước ngoài nó linh mà Phật Thánh nước nhà không linh. Thậm chí chúng ta mà sử dụng những đồ phương tiện hiện tại mỗi nhà nè, đi mua đồ quậy quất, nó hay hơn, nó chắc hơn, nó bền hơn, nó vững hơn. Mà trong khi á, những cái vật dụng mà chúng ta xài hàng ngày đó, Việt Nam chúng ta nó có những cái rất là đặc biệt, rất là chắc chắn, rất là bền vững mà chúng ta không hay. Đó. Vô tình chúng ta phủ nhận văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc từ ngàn xưa để lại. Cụ thể như chúng ta theo văn hóa Phật giáo thì chúng ta bài bác vấn đề cúng sao, giải hạn, đốt giấy tiền vàng mã, vân vân. Ai đó chịu khó nghiên cứu và tìm hiểu cái truyền thống văn hóa này nó có mê tín hay là không? Giả sử nếu nó mê tín thì nó tự diệt từ lâu rồi, nó không còn tồn tại đến ngày hôm nay đâu quý vị. Và xin thưa quý vị, tóm lại, tất cả chúng ta là nhân loại trên địa cầu, là người Việt Nam con hồng cháu lạc, nên hân hoan tự hào về quốc tổ Hùng Vương đã trở thành là quốc thánh quốc tế. Trở thành là quốc thánh quốc tế của quốc tế, chứ không phải của riêng Việt Nam đâu. Vì sao? Vì Hội UNESCO quốc tế đã công nhận quốc tổ Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Quý vị thấy chưa? Cho nên cái điều này chúng ta phải tự hào ở chứ. Đúng vậy. Vua Hùng xa xưa đã có người tu hành thành Phật Thánh, cứu độ chúng sanh trong năm châu bốn biển. Nếu tính quốc lịch hôm nay là 4.903 năm, còn Phật lịch 2.567 năm. Như vậy quốc tổ Hùng Vương của chúng ta có trước Phật tổ Thích Ca ra đời là 2.335 năm. Quý vị thấy chưa? Thơ rằng: quốc tổ Việt Nam vĩnh vĩnh trường, sơn hà tự chủ thổ an khương, lạc dân trung hiếu luôn bền vững, giống thánh nòi tiên lai khứ thiên. Lịch sử nước ta ghi rằng họ làm vua nước ta đầu tiên là họ Hồng Bàng. Họ ấy là con cháu vua Thần Nông bên Tàu, được phong sang làm vua ở phương Nam. Ông vua thứ nhất là Kinh Dương Vương. Kinh Dương Vương tên là Lộc Tộc, làm vua đặt tên nước là Nam Việt, sau bị chữ là nước xích quỷ. Lộc Tộc là vua Kinh Dương Vương lấy con gái của vua Động Đình Quân là Thần Long, tức là Long Nữ, ở Động Đình Hồ sanh ra Sùng Lãm. Tôi nhớ năm rồi là miền Bắc nắng hạn khô cạn, Động Đình Hồ lộ tới đáy luôn. Tôi thấy có một chữ bùa yếm trong cái lòng Động Đình Hồ. Kinh Dương Vương sanh ra Sùng Lãm, sao truyền ngôi cho Sùng Lãm. Sùng Lãm lên ngôi lấy hiệu là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy Âu Cơ là con gái của vua Đế Lai, một nước láng giềng, sanh ra 100 trứng, nở ra 100 người con trai. Về cái bọc 100 trứng, Lý Pháp nói là 100 họ cùng chung một thai bào, chứ không phải con người mà đẻ trứng. Con người đẻ trứng thành ở quái thai còn gì. Cho nên nói trăm trứng là nói 100 họ. Nhớ vậy.
tăng ni và Phật tử chúng ta học hỏi về giáo pháp nhà Phật, học hỏi về văn hóa truyền thống của tổ tiên, chúng ta phải hiểu rõ cái này. Nên người xưa gọi bá tánh nhân dân là đồng bào, một cha chung là Lạc Long Quân gọi là thánh, một mẹ chung Âu Cơ gọi là phụng. Lạc Long Quân truyền ngôi cho con trai trưởng là Hùng Quốc, lấy hiệu là Hùng Dương, đặt tên nước là Văn Lang, chỉ gồm có Bắc Việt và ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Việt Nam chúng ta buổi ban sơ á chỉ có ba nơi: Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Vô Hùng truyền có 18 đời, 2879 trước công nguyên đến năm 258 trước công nguyên, tính ra trị vì là 2622 năm. 18 đời Vua Hùng gồm có 1 Lục Dương Dương, 2 Hùng Hiển Dương, 3 Hùng Quốc Dương, 4 Hùng Diệp Dương, 5 Hùng Hy Dương, 6 Hùng Quy Dương, 7 Hùng Chiêu Dương, 8 Hùng Vi Dương, 9 Hùng Định Dương, 10 Hùng Nghi Dương, 11 Hùng Trịnh Dương, 12 Hùng Vũ Dương, 13 Hùng Diệt Dương, 14 Hùng Anh Dương, 15 Hùng Triệu Dương, 16 Hùng Tạo Dương, 17 Hùng Nghi Dương, 18 là Hùng Vệ Dương. Xin thưa quý vị, tiếp tục tôi đọc một bài kệ nói về Vua Hùng. Vua Hùng hiển thánh ngàn xưa, thương dân thương nước sớm trưa nhọc nhằn. Thứ ba Hùng Quốc như rằng, ra đời kế nghiệp đạo hằng truyền ban. Phước lành phổ cập họ hàng, dạy dân cày cấy mở đàn sinh nhai. Sống sanh lạc nghiệp vui thai, trao tâm sửa tánh miệt mài trước sau. Sáng chiều trồng trọt qua màu, đức lành tự tại lào lào ánh trăng. Đêm ngày cắm củi làm ăn, thương yêu đoàn kết thường hằng giúp nhau. Trăm trứng sanh sản thai bào, cùng là cốt nhục máu đào mà ra. Con hồng cháu lạc ngọt nhà, dưới trên hòa thuận mới ra con người. Văn Lang tên nước rạng ngời, trải qua 18 đời Hùng Dương. Thành thật tri ân tất cả quý vị và xin tuyên bố khai mạc cái buổi lễ hôm nay. Mô Phật. Trước khi đi vào cái buổi khai mạc của lễ Quốc Tổ Hùng Dương ngày 10 tháng 3 năm Giáp Thìn 2024 hôm nay, tôi xin tiếp tục tặng quý vị một bài thơ tiếp. Vừa qua thì tôi thấy quý Phật tử là nữ không à, mà ca cái bài Quốc Tổ Hùng Dương, thì tôi thấy tôi cũng rất là tâm đắc. Vì chỗ đó thì vừa qua tôi có ra một bài kệ nói gì về vị những vị nữ anh thư phục quốc. Tức là ai? Tức là bà Trưng Trắc và Trưng Nhị. Thì quý vị biết á, Trưng Trắc Trưng Nhị, đất nước chúng ta suốt một thời gian bị đô hộ. Lần thứ nhất nó kéo dài là suốt 249 năm chịu nô lệ, kể từ khi Triệu Đà cóp nước ta, Triệu Đà đánh nước, lấy nước Âu Lạc. Thì ở đây bài thơ Tiên Dương Giới Nữ. Giới nam thì nhiều người tiên dương rồi, thì ở nay cái lễ này hồi nãy mấy vị mà nữ mà ca sĩ mà ca cái bài Hùng Dương á, thì sẵn ở đây tôi cũng tặng quý vị luôn, tặng chung hết với nữ xa gần. Suốt 249 năm chịu làm nô lệ, do quân Tàu khắc nghiệt hành hạ ta.
quá khổ đau, nhiều cảnh tượng thiết tha, nhưng cũng ngỡ kẻ thù là bảo hộ. Bọn ác độc càng ngày càng để lộ những mưu đồ gian xảo thúi bùng ra. Miệng thương yêu ru ngủ thốt thật thà, lòng độc hại hơn sói xà lang thú. Chịu hết nổi dân nam cam nhận đủ, quyết dùng lên giết Tô Định báo thù. Nào ngờ đâu kẻ nội gián hèn ngu, chỉ Tô Định giết rồi ông Thi Sách. Ông Thi Sách là chồng của bà Trưng Trắc. Hận càng hận, thù càng thù cấp bách. Nhị Trưng Nương hiệu triệu khắp Nam Bang, cùng đứng lên lập lại Thanh Sử Vàng, dẹp cốt tặc dựng thành trì cố tổ. Lửa quốc nghẹn đã từ lâu hé lộ, phát bùng lên tựa vũ bão đại dương. 60 ngày dọn sạch các nẻo đường, đuổi xâm lược cuốn cờ về bổn quốc. Chỉ có 60 ngày, chỉ có 60 ngày, chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị đứng lên phất cờ khởi nghĩa, đuổi Tô Định về nước, dựng lại nền độc lập của quê cha đất tổ. Quý vị thấy chưa, trong lịch sử Việt Nam có một vị anh hùng nào chỉ 2 tháng mà đánh đuổi được xâm lược chưa? Người nam mà đây là nữ, quý vị thấy chưa? Phải nói tiên dương cái giới nữ Việt Nam mình không đơn giản đâu. 3 năm thống nhất Sơn Hà, lĩnh Nam xứ mẹ thật là vinh quang. Nhưng rồi Mã Viện bước sang, kẻ thù cốp nước mở màn tấn công. Hai bà đành nhảy xuống sông, Hát Giang in bóng dần hồng ngã ngang. Anh thư nữ kiệt rủi tàn, 28 nữ tướng lên đàn chầu thiên. Hai bà nhảy sông tự vận thì 28 nữ tướng của bà cũng chết, chết theo hết. Nam nhân quy dũng mọi miền, cùng theo quốc mẫu thành tiên về trời. Từ đây đất Việt hở ôi, do loài ác quỷ đổi đời lệ nô, tiếp tục bị nô lệ nữa. Thì trong cái đoàn quân của bà Trưng Trắc, Trưng Nhị đó, có nữ tướng Lê Chân là một vị tiên phong lãnh quân đánh đầu đầu công. Thì nữ tướng Lê Chân rất là tài giỏi, bách chiến bách thắng. Mà sau này tục ngữ dân gian, gian người Nam mình, đặc biệt là dân miền Bắc á, tôn bà Lê Thị Chân là ai? Là Cửu Thiên Quyền Nữ. Cho nên bây giờ mình thờ Cửu Thiên Quyền Nữ đó, bà Lê Chân đó. Thì tôi cũng có cái bài thơ khen bà Lê Chân. Nữ tướng Lê Chân có mấy ai, xung phong giết giặc lập công dài. Nhị Trưng phò tá danh quanh liệt, nợ nước đền ân chí khí thai. Triệu Ẩu anh thư chí khí hùng, khởi binh đánh đuổi bọn quân hung. Giặc Ngô bóc lột dân ta tháng, sức yếu thế cô phải mệnh chung. Thì cái thời sau cái thời mà Trưng Trắc, Trưng Nhị có bà Triệu Ẩu. Quý vị biết bà Triệu Ẩu á, nó quanh liệt cỡ nào không? Lớn lên 20 tuổi rồi mà không chịu lấy chồng, lo tập luyện võ nghệ để phục hồi đất nước, đánh đuổi xâm lược. Ông anh là Triệu Quốc Đạt á, ảnh mới gặp Triệu Ẩu, nói thôi đi em là phận gái yếu đuối, thôi em có chồng đi để an phận, còn việc nước để cho anh, việc nước để cho anh lo. Bà không chịu, bà mới nói một câu dõng dạc rằng: tôi muốn cởi cơn gió mạnh, đạp làng sóng dữ, chém cá trằn kình ở bãi đông, quét sạch bờ cõi, đuổi quân xâm lược ra khỏi cõi bờ, chứ không chịu cúi đầu làm tỳ thiếp người ta. Quý vị thấy chưa, một nữ anh thư Việt Nam
nhà mô Phật để tiếp tục chương trình. Thì hôm nay tôi cũng xin tiếp tục đọc cái văn tế Quốc Tổ Hùng Dương, tức là Thánh Tổ Hùng Dương. Xin trân trọng cung thỉnh tất cả chư tôn đức tăng ni và Phật tử nam nữ cùng đứng lên hướng về Quốc Tổ mô Phật. Đánh một hồi ba vừa chu. Văn tế Thánh Tổ Hùng Dương. Ngày mùng 10 tháng 3 năm Giáp Thìn 2024 quốc lịch 4903. Kính thưa Thánh Tổ, chúng con là con thánh cháu tiên, con rồng cháu phụng, đồng mang dòng máu lạc hồng của tổ phụ, tổ mẫu, là con dân đất nước, đồng thành tâm nghiêng mình kính cẩn, kính cẩn, kính cẩn. Kính Quốc Tổ Hùng Dương, kính mừng thai, kính quý thai, kính hân hạnh thai. Hôm nay ngày giỗ Quốc Tổ Hùng Dương, vị cố tổ khai sơn lập thạch, mở mang bờ cõi, xây dựng giải sơn hà gấm dốc, nôi dấu 18 đời vua trước công nguyên 2879 năm. Đến năm 258 trước công nguyên, tính ra 2622 năm trị vì đất nước. Buổi ban sơ lập thành nước Nam Việt, sau bị người gọi là chơi là xích quỷ, kế đến là Văn Lang, chỉ có miền Bắc và ba tỉnh là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ngày nay trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử đất nước, đến đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, là từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, chiều dài hơn 2.500 km. Dân số tính cả nước vào năm 2018 trên 90 triệu đầu người. Văn hiến 4.897 năm. Tính đến năm 2018, Việt Nam thuộc vùng Đông Nam Á Châu, mặt hướng ra biển Thái Bình Dương, lưng dựa vào dải Trường Sơn hùng vĩ, bao khí thiên sông núi đã sản xuất nên những trang anh hùng vì nước thương dân, quá khứ cũng như hiện tại và tương lai. Hôm nay trước án tiền chân dung Quốc Tổ, toàn thể chúng con giống lạc hồng nghiêng mình kính cẩn cảm niệm ân sâu Thánh Tổ. Kính Thánh Tổ Đức Hùng Dương cao cả, khai giống nòi lạc diệt vạn muôn năm. Từ ngàn xưa lưu dấu nở xanh mầm, truyền hậu thế cháu con đồng phủ phục. Nhắc lịch sử nước nhà qua sách vở, sơ vũ tiên vốn bà chúa thượng ngàn, sanh qua tiên sống thanh đạm lâm sang, duyên kỳ ngộ gặp đế minh du ngoạn. Tiên linh sinh lịch động tình ngừ khách lữ, kết trăm năm sanh quý tử vuông tròn, danh lộc tục một người con quý hiếm. Khai lập quốc đặt nước tên Nam Việt, hiệu Kinh Dương đoàn tỳ tùng du thủy, động đình hầu gặp long mẫu nương nương, lễ giao bôi duyên đẹp mắt tông đường, sanh Quốc Tổ quý Hùng Dương sùng lãm. Triền ngôi cả khai sơn thật quý quá, hiệp Âu Cơ trăm trứng nở sanh thai, mở cõi bờ đôi ngã phải cam đành,
cha biển cả kiếp rừng xanh ẩn bóng. Mẹ non cao thâm sơn dùng hẻo lánh, đồng nuôi con lao động kế sinh nhai. Cảnh nước non vui nếp sống hòa hài, văn lan nước dải sơn hà gấm dốc. Buổi sơ khởi nước nhà chỉ Việt Bắc, cộng Thanh Hóa với Hà Tĩnh Nghệ An, nay dài ra 64 tỉnh thành, trải 21 đời ghi sử sanh. Dòng máu lạc đậm sâu vào quốc thổ, bao thế hệ đã thăng trầm biến đổi. Trước công nguyên 258 mùa xuân, nhẩm ra 2622 niên trị vì, đời cổ đại đấng thánh quân hy hữu. Văn lan nước tên lần hai Lý Thú, An Dân Dương Âu Lạc đổi ngôi trời, Triệu Vũ Dương thay Nam Việt chưa ngơi, thời kế tiếp Nhị Trưng cùng chống giặc. Lý Nam Đế nước Vạn Xưng tên đặt, Triệu Việt Dương có mặt chống Hán Tàu, Mai Hắc Đế chí khí hùng nêu cao, chống nhà Đường quá vô nhân tàn ác. Ngô Dương Quyền điều binh toan sát thác, giết Công Tiện kẻ phản nước hại dân. Đinh Tiên Hoàng tiếp nối mở đời Tân, dẹp sứ quân gìn an ninh bờ cõi. Lê Thánh Chúa hợp thời cơ muôn thở, Hậu Lý Công sửa tên nước Việt Đại Cầu. Qua nhà Trần kế thế dựng quy mô, rồi Quý Ly nổi lên toan chỉnh sửa. Trần Nghệ Tông tâm hồn còn trang chứa, chống quân Minh nhưng thất thế tiêu đời. Đất Lam Sơn áo vải hiện sáng ngời, có Lê Lợi người anh hùng phục quốc. Đăng Dung thay Cầu Việt ra Minh Đức, rồi phân quyền Trịnh Nguyễn lại chia đôi. Quân Tây Sơn Nguyễn Nhạc dậy thay trời, cùng Huệ Lữ hai em dình bờ cõi. Nguyễn Phúc Ánh người trí mưu tài giỏi, hiệp hiệu Gia Long lập đế nghiệp phục hưng. Đổi tên nước ra Nam Việt danh xưng, Pháp Quốc đến khiến dân đành nô lệ. Nguyễn Ái Quốc châu du trong bốn bể, tìm phương nào cứu nước khỏi lầm than. Suốt 9 năm đánh Pháp đuổi bạo tàn, 21 năm chống Mỹ gian nan, được toàn thắng dựng xây nền độc lập. Năm 1975 hoàn toàn đổi mới, nước danh xưng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mừng nước quang vinh Hồ Chí Minh bất tử, giải sơn hà cẩm tú tỏ ánh quang. Mừng vạn dân bá tánh đặng bình an, tiền quốc tổ hùng vương luôn vạn tế. Cầu thánh quân an ngôi nơi chính bệ, cầu mưa hòa gió thuận rộng muôn nơi. Cầu nhân sanh sống lạc nghiệp đời đời, cầu đất nước luôn thanh bình thịnh vượng. Cầu bá tánh vạn dân tiêu tai chướng, cầu gia đình hạnh phúc đến nhà nhà. Cầu con hiền cháu thảo khắp gần xa, cầu đạo đức lòng người luôn bảo vệ. Chúc tiền hiền quay danh lưu bốn bể, cầu hậu hiền rạng rỡ khắp năm châu. Dân hương trầm tỏ ngát nguyện đâu đâu, kính hương thủy hòa âm xuyên vạn cổ. Thánh hương qua sông Loan cùng mỗi chỗ, chủ hương đăng tự nguyệt nhật trên không. Việt Phạn hương dân bốn biển đại đồng, Nam Trà hương con Lạc Hồng kính bái. Hòa tổ hương phủ phục giới cửu trùng, bình trung hương vạn đại lễ cúc cung. Ngưỡng vọng hương con cháu đều soi chung, cầu quốc tổ hùng dương thì từ chứng giám. Tất cả chúng con đồng thành tâm cúng kính đảnh lễ quốc tổ. Năm lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ chúng ta đốt hương đi, để đưa gửi đưa cho Tông Đức và tất cả Phật tử đại diện phía trước để mà niệm hương mô Phật, tiếp tục để mà dâng hương.
Nam Mô Đi Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện hương, giới hương, định hương, giới huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh dân đài, biến pháp giới, cúng dường tam bảo khắp mười phương. Giới hương, định hương, giới huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh dân đài, biến pháp giới, cúng dường thiên hoàng, nhân hoàng, địa hoàng khắp cả mười phương. Giới hương, định hương, giới huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh dân đài, biến pháp giới, cúng dường quốc tổ Hùng Vương 18 đời và các quốc vương, quốc mẫu, thiên quang tứ phước khắp cả mười phương. Kính nguyện quốc tổ Hùng Vương 18 đời, các vị quốc vương, quốc mẫu, tiền hiền, hậu hiền, đồng chứng minh gia hộ. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3 năm Giáp Thìn 2024, quốc lịch 4903 năm. Toàn thể tăng ni, Phật tử nam nữ, đạo tràng Tịnh Xá Liên Hoa, xã Bạch Đằng, thành phố Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương, nước Việt Nam, chúng con đồng thành tâm cầu nguyện Đức Thánh Tổ luôn luôn an vui nơi bệ ngọc, cũng như cầu nguyện Thánh Mẫu và các vị quốc vương, quốc mẫu, tiền hiền, hậu hiền an vui nơi thánh vị, cầu nguyện cho các hồn thiên, đất nước, chiến sĩ, liệt sĩ, trận vong, đồng bào tử nạn, những người đã hy sinh vì tổ quốc, nằm xuống để đem lại việc hòa bình, hạnh phúc, ấm no cho toàn dân qua các thời đại cũng như hiện nay. Cầu chúc các vị luôn luôn thân tâm an lạc, hướng về tam bảo từ tôn, nhất tâm niệm Phật để linh hồn được giảng cảnh Tây Phương. Nguyện cho tất cả các hương linh chúng sinh, thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, đồng hướng về tam bảo từ tôn, đồng hướng về quốc tổ Hùng Vương, để cùng nhau đoàn kết trên dưới một lòng thương yêu, giúp đỡ, đùm bọc, che chở lẫn nhau trong cuộc sống, và cùng nhau đoàn kết bảo vệ quê cha đất tổ luôn luôn được thanh bình, thịnh vượng, bá tánh vạn dân đều được an cư, lạc nghiệp. Hôm nay trước ăn tiền, toàn thể tăng ni và Phật tử nam nữ chúng con thành tâm một lần nữa cầu nguyện quốc tổ Hùng Vương và 18 đời vua Hùng Vương, quốc vương, quốc mẫu, tiền hiền, hậu hiền, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, các hương linh siêu màu, lạc mã, uổng tử, minh linh, hữu tình vô tình, hữu tưởng vô tưởng, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, một năm mới an lạc và hạnh phúc. Nguyện tất cả đều hướng về tam bảo từ tôn và sống dưới ánh từ quang tới mười phương ba đời chư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quảng Đại Linh Quang Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quảng Đại Linh Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quảng Đại Linh Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Thánh Tổ Hùng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Mô Phật tất cả thâu nhang và hướng về quốc tổ, đồng nhất tâm. Chư tôn đức tăng ni thì chỉ xá năm xá thôi, còn Phật tử thì quỳ lại nhất tâm đảnh lễ quốc tổ Hùng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ quốc tổ Hùng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ quốc tổ Hùng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
nhất tâm đảnh lễ Quốc Tổ Hùng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Quốc Tổ Hùng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Mô Phật. Chúng ta đảnh lễ Quốc Tổ xong, xin trân trọng thỉnh mời quý vị ngồi trở lại an tọa chỗ cũ. Mô Phật. Câu thỉ chuẩn bị đọc bài cảm tạ. Quên chứ. Không. Cúng dân lục cúng. Cảm tạ đi rồi mình cúng sao? Hả? Sao? Vậy thôi để tôi làm luôn đi. Mô Phật. Phật tử vô quỳ ở đây đi. Phật tử nam vô quỳ đây. Mô Phật. Trầm hương đâu rồi? Chuẩn bị ra trao đi, trao. Rồi, kính bạch Quốc Tổ Hùng Vương, hôm nay chúng con đồng thành tâm kính dâng lục cúng đến Ngài, xin Ngài từ bi quan hỷ nhận cho lòng thành kính của các con. Mô Phật. Tiếng dân trầm hương đốt đâu? Hương đốt sẵn ở đâu? Rồi thôi được rồi. Đồng quỳ phụng dân trầm hương lư trầm vừa đốt pháp giới đã được xong. Quốc Tổ ngàn xưa đều xa hay thấu tâm thành này. Quốc Tổ nguyện giáng lai thượng trầm hương lại nhị bái. Tiếng đăng hương đồng quỳ phụng dân đăng hương Hùng Vương lạc diệt sáng lào lào. Đức cả sâu dày chí hành cao khai quốc an ngôi dình thể chế. Tỏ rạng trời nam khí anh hào mở nguồn văn hóa ban hồng đức. Bảo vệ con dân kẻ trước sau linh hiển tử tôn đồng kính ngưỡng. Tình sâu nghĩa nặng biết dường bao thượng đăng hương lễ nhị bái. Tiếng hoa hương đồng quỳ phụng dân hoa hương hoa bích ngọc hoa huệ lan dân cúng. Cõi trần hoàng luôn tưởng nhớ hương thơm hoa trung hiếu hoa thiên lý dung đơm. Hoa bất diệt hoa bát ngát mùi tịnh diệu thượng hoa hương lễ nhị bái. Tiếng quả hương đồng quỳ phụng dân quả hương quả phẩm thành tâm cúng thánh quân. Quốc Vương quốc mẫu đấng nhân từ dù rằng bão táp phong ba đến giữ chặt tâm hồn chẳng dạ tư. Thượng quả hương lễ nhị bái. Có cơm không? Tiếng dân bát cơm hương đồng quỳ phụng dân bát cơm hương bát cơm con cháu kính dân. Thanh quân thọ nạp ban ân dân lành tám điều bát chánh vô sanh. Chúng con nguyện hứa thừa hành di ngôn
thượng phạn hương lễ nhị bái. Tiên thị hương đồng quỳ, phụng dân thị hương bát công đức thị lẽ chân thường. Giang sơn cẩm tú đất quân dương, lạc dân diệt quốc đồng hiệp sức. Đoàn kết chung tay giữ quê hương, hạnh tu theo Phật gìn tâm ân, truyền đạt mỗi nhà sống yêu thương. Đồng bào cốt nhục thêm gắn bó, huệ phá vô minh nghiệp chẳng dương. Gốc tánh Phật tâm hàm vạn vật, chân như đắc nhập diệu nan lường. Thượng thị hương lễ nhị bái, biên thật chân ông nặng màu ta pha đát ta nga đa pha lô chỉ đế an tâm bạc ra tâm bạc ra hồng. Nặng màu ta pha đát ta nga đa pha lô chỉ đế an tâm bạc ra hồng. Nặng màu ta pha đát ta chỉ đế an tâm bạc ra hồng. Cam lô thị chân ông nặng màu tô rô bà gia đát tha nga đa gia đát điệt tha ra tô rô bác ra tô rô ta bà ha. Nắng màu tô rô bà gia đáng tha nga đa gia đáng điện tha án tô rô tô rô bác ra tô rô ta bà. Nam mô tô rô bà gia đáng tha nga đa gia đáng điện tha án tô rô bác ra tô rô bác ra tô rô ta bà ha. Phổ cung dường chân ngôn ngã nga nga nắng tam bà và việt nhật ra hồng. Án nga nga nắng tam bà và việt nhật ra hồng. Án nga nga nắng tam bà và việt nhật ra hồng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Nguyện quay lực chư Phật bất khả tư nghì, thần thông phép nhiệm biến hóa vô cùng, biến thật biến thủy biến hương đăng trà quả tiền bạc vàng cơm canh bánh trái, một biến thành trăm, trăm hình ngàn, ngàn hình vạn, vạn thành ức châu biến khắp pháp giới, biến ra tràn ngập tất cả khắp pháp giới. Trên cúng dường chư thánh tổ, quốc tổ Hùng Vương 18 đời, các quốc vương quốc mẫu, chư tiền hiền hậu hiền thánh thần, cùng chư binh chư vị các cung các cõi các cấp hiện diện, anh hùng dân tộc liệt sĩ chiến sĩ vì nước bỏ mình hồn thiên sông núi qua các thời đại xa xưa và hiện nay, tùy tâm biến hiện, tùy tâm biến hiện, tùy tâm biến hiện, thức ăn vật uống đầy đủ không ai thiếu sót, phép Phật nhiễm màu thiên biến vạn hóa. Nam mô Năng cúng dường Bồ Tát. Nam mô Năng cúng dường Bồ Tát. Nam mô Năng cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Mô Phật. A Di Đà Phật. Lại ba lại tổ đã vừa xong. Lại năm lại được. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ an tọa và mời quốc tử trở trí để có những lời cảm tạ trong ngày lễ cúng hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính ngưỡng bái bạch trên sư phụ chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh. Kính thưa đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể các cấp, kính thưa quý nhân hào nhân sĩ, quý câu lạc bộ nhà thơ, ban quý tế đình làng, quý khách quý cùng quý cô bác, anh chị em, đồng bào Phật tử gần xa. Kính thưa quý vị, ngày vui chung của con dân Hồng Cháo Lạc, mùng 10 tháng 3 năm nay, trong không khí trang nghiêm, thắm tình dân tộc, thắm tình đoàn kết keo sơn gắn bó, uống nước nhớ nguồn, trên là hình ảnh uy nghi đức độ của Đức Thánh Tổ, quốc tổ Hùng Vương, đức cố tổ hiền hòa tỏ ngát hương lành, hương bác ái từ bi vô bờ bến, truyền thống hào hùng của dân tộc. Với niềm hân hoan đó, đạo tràng Tịnh Xá Liên Hoa rất hân hạnh tri ân tất cả quý vị đã dành những thời gian quý báu về đây tham dự lễ
dỗ Quốc Tổ lần thứ 13 này được đông đủ. Sự hiện diện của quý vị đã nói lên đầy đủ sự đoàn kết giữa đạo và đời, cũng như thể hiện được nền văn hóa của giống dân Hồng Bàng Lạc Việt hy hữu mà ông bà ta xưa đã bồi đắp để lại cho con cháu ngày nay và mai sau học hỏi noi theo. Ban tổ chức rất biết ơn các anh em đội. Quý nam nữ Phật tử đã về đây tham dự trong buổi lễ. Mặc dù ban tổ chức rất cố gắng làm tròn trách nhiệm để tránh sai sót, nhưng không sao tránh được những điều sơ sót, chắc chắn là còn rất nhiều sai sót. Kính bạch chư Tôn Đức và toàn thể liệt quý vị niệm tình bỏ qua cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sau cùng chúng con thành tâm kính chúc chư Tôn Đức luôn luôn pháp thể vô lượng khinh an, chúng sanh dị độ, chúc sức khỏe đến tất cả quý nam nữ Phật tử về tham dự hôm nay, sức khỏe dồi dào, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Thì cái bài thơ này thì tôi xin đọc là không phải là của tôi, mà đây là nhà thơ Lưu Hoàng Phương kính tặng Lê Thanh. Tức là tôi cũng một nhà thơ mà cái búp hiệu, búp danh tôi là nhà thơ Lê Thanh. Thì cùng chung trong một cái câu lạc bộ thơ của Hà Nội. Vị đó tặng tôi một bài thơ này, tôi xin đọc cho quý vị nghe. Đời sen. Tức là vị này tặng tôi một bài thơ là Đời sen, thì cũng chỉ có mấy câu ngắn thôi. Từ ngàn năm ở trong bùn, ao làng sâu cạn không chung mùi phèn, khô cằn sỏi cát bao phen, ngọc trong đá vẫn hương quen cho đời. Đắng cay không nói một lời, ao trong bào đục rạng ngời đài sen. Tác giả Linh Thi Bến Tre, cán bộ hưu trí Bình Dương. Linh Thi, điện thoại là 01262890. Mô Phật xin hết. Tất cả quý vị đừng đứng lên, chúng ta niệm. Vô biên thệ nguyện độ phiền não, vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn, vô lượng thệ nguyện học Phật đạo, vô thượng thệ nguyện.